À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tưởng lực Attila. Mình là Totogo Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì mình cũng đã dạy cho cái thằng này một trận khi mình đánh liên tiếp mấy quân đoàn của nó đây. Và thái tử của chúng ta đã đánh liên tiếp các quân trận đánh và phải nói là cũng đã học được rất nhiều cái trai mới. Đây là ba cái trai hoàn toàn được tạo lập khi mình đánh trận ở đây. Còn mấy cái này thì có từ đầu rồi, không nói. Nhưng có một thêm một cái này này. Tại sao? À, nó thắng quá nhiều trận nên nó dẫn đến sự kiêu ngạo. Nhưng thôi không sao cả. Vấn đề đó cũng không vấn đề gì lớn lắm. Đấy, bởi vì bây giờ sẽ là... Nói chung thì mấy thằng này thì mình không ngại lắm. Nhưng nó quân của nó ở đây rất là đông. Nó cứ đứng như thế này thì mình cũng không đánh được nó. Cái thành trên này của nó thì bị mình cướp bóc liên tục, vua chúng ta cướp bóc liên tục nên là nó cũng bị thương vong nặng. Có điều là bây giờ mình sẽ cố gắng để nâng cấp các cái đội quân này của mình nó lên giáp đời cuối á. Việc đó hơi khó nhưng mà vẫn phải làm thôi. Bây giờ thì càng nhỉ. Mình chơi với Hung Nô nên là rất khó ngoại giao với bất kỳ faction nào. Hoặc là kệ nó tình hình thiên thế đã. Hai cánh quân sẽ tiến lên phương Bắc. Mấy thằng mọi dợ này nó đấy. Mình sẽ không nâng cấp cung thủ lên vội, nâng cấp cung thủ lên bây giờ mình hết tiền luôn. Cung thủ này rất đắt, 242 một lượt. Không cần thiết lắm phải nâng. Đội giáo binh này đắt quá, bỏ đi. Mặc dù nó là giáo binh đời cuối nó cao đấy nhưng mà đắt quá. Đây là kỵ binh này dẫn 500 nhưng mà nó ngon. Thôi qua lượt đã. Hiện tại thì mình đã chiếm được một chút ở phương Bắc rồi. Kế hoạch của mình là sẽ đưa hai quân đoàn lên và xử lý lốt cái vùng phương Bắc đấy. Cái đó thì chắc là cũng không thành vấn đề bởi vì là... Vùng phương Bắc thì bây giờ... Nhưng tội là cái cảng kia của mình chưa thể di chuyển được. Đánh nhau loạn xạ thế này. Có lẽ mình thử đàm phán hòa bình với một trong những thằng... Cái thằng du mục đi xem sao nhỉ? Nó hết lương thực thì phải, nó bị mất quân này là do hết lương thực chứ không phải do chết rét. Cái bọn Grit này nó không bao giờ bị chết rét. Nó giống hệt mấy thằng Slaver. À, mình quên mình không giới thiệu với các bạn là nếu các bạn chơi cái chủng tộc Slaver đó là những cái nước ngày nay thuộc Nga bây giờ ấy thì nó không bị chết rét đâu. Từ phiên bản Napoleon đến giờ rồi thì tất cả các nước vùng Slaver, các cái faction Slaver đều không bị chết rét. Đó là một cái thế mạnh của họ. Chiến đấu vào về ban đêm là một cái tuyệt vời đấy. À, vào trời rét là một rất cái thế lợi mạnh không hề nhỏ. Chà. Much blood has been spilled. Đề nghị một cái hiệp ước hòa bình chắc là hơi khó. Ôi ôi, Hung Nô nó chạy loạn xạ trên đất của mình. Cái thằng này nó cứ đi phá nhà mình là thế quái nào nhỉ?
có thích đi kích động mình nhỉ? Thầy tu này nó có cái skill thầy tu nó cũng có skill để thuyết phục kẻ thù ấy nhỉ. Nhưng mà chưa nhìn thấy champion của nó đâu. Bỏ vàng đây, mạch vàng này. Vệ sinh á. Thôi cứ từ từ không lâng vội. On the move, lads. Ready for orders. Không có gì mạnh. Sang đây. Is that all? Không có gì. Warriors all. Attack. Mình thử đàm phán hòa bình với cái thằng này xem nào. Speak quickly and well. Không chịu. Đang cải tiến nhưng mà chắc là hơi khó. Flapping tongue that speaks without wisdom is not. Ta bọn này toàn gã mình đánh nhau hung nô này. Chúng ta lại có tiền rồi. Sửa chữa nhà cửa. Ôi. Căng nhỉ, xây công trình như này thì vấn đề vệ sinh thì ổn. Sao vùng này vệ sinh lại cộng 10? À, thế nhỉ? Mình còn rất nhiều tỉnh chưa được xây dựng. Mà nhất là nó ở phía nam này. 40 vào lương thực. Của cải từ công nghiệp này. Tuyển quân thì mình sẽ không cần. Đây. Cái vùng này. Cơ hội giết chết mục tiêu kìa. Hung nô nó không quánh mấy thằng này đi nhỉ. Ây da. Warriors all. Mình đang nghiên cứu cái gì nhỉ? À, giảm phí tuyển quân đúng không? Giảm phí duy trì quân đội. Được. Tranh thủ tiếp tục nữa. Tướng à? Được. Đội giáo binh này rẻ mà chất phết đấy chứ. Bây giờ mình phát triển lãnh thổ thêm mình sẽ bị mất rất nhiều. As clouds gather, wise men look for friends to shelter them. Mình không chắc mình muốn đồng minh với bọn này. Đồng minh rất dễ chiến tranh hung nô. Chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến với hung nô vào lúc này. Rồi. Chúng nó đã chạy đi rồi. Vãi nhỉ, mấy anh hùng nô. Ôi ôi.
lại đốt. Đốt hết. Hung lô đi đến đâu là tàn phá thế giới đến đó. Đến một lúc nào đó thì chắc mình cũng phải khôi phục các cái vùng này lên. Nói chung cái thằng đệ La Mã kia của mình nó cũng gần hết giá trị sử dụng rồi. Bởi vì mục đích của mình duy trì nó là để tạo một cái vùng đệm ở khu vực phía bên Tây. Và để tuyển mấy cái thằng bộ binh của nó thôi. Đến bây giờ thì gần như giá trị của nó là hết rồi. Thằng khỉ nó cứ vây phát là mình mất tiền đây này. Mình không có... I will have my lord. Khỉ này nó lại tuyên chiến với mình. Mình lại bị mất tiền do bị vây cả. Đương nhiên là không thể chiến tranh với Hung Nô được. Chiến tranh với Hung Nô là ngày tàn của anh luôn. Phe phái ý bị hủy diệt. Nó cứ vây là mình mất. Đấy. Lại phải sửa, mất bao tiền. Vây phát là mình không giao thương được. Dồn nó lên đã. Rồi, vùng đất này bị đốt đốt rồi. Đến đây đi. Đến đây chắc không bị chết rét à. Không có quân gì nhỉ. Không có quân gì cho mạnh. Hai lượt nữa. Hai lượt nữa mình sẽ rút quân khỏi cái thành này. Tiếp đến mình sẽ nâng cái thành này lên. Thành này thì không. Thành này thì mình sẽ nâng tiếp này. Nhưng mà trước tiên phải nâng được vệ sinh đi đã. Hết mất tiền. Nó tấn công được vào đây đấy. Ở đây nếu không có tướng đồn trú thì hơi khó để mà giữ được. Thôi kệ, qua lượt đấy. Đang tranh thủ thời tiết tốt, mình sẽ tấn công cái khu vực này đã. Rất là căng thẳng. Nếu mình kiểm soát nốt nước Anh nữa thì tốt nhỉ. Nhưng mà muốn kiểm soát nước Anh. As clouds gather. Tiếp tôi đi. Ôi ôi, nó lắm quân thế. Nó ra hết lương thực. Bây giờ thì mình còn chiến tranh với tất cả khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Tây Ban Nha. Lý do rất đơn giản bởi vì mình chơi với Hung Nô thôi. Úi giời. Quá nhiều quân đoàn Hung Nô trên đất của mình. Nó một phần nó giúp mình bảo vệ lãnh thổ, nhưng cũng một phần nó làm kiệt quệ cái nền kinh tế của mình. Cái chính sách của Hung Nô thì nó chẳng khác gì
chính sách của người Mỹ hiện nay. Đó là khi họ đóng quân cho phép triển khai quân đội để bảo vệ lãnh thổ của các đồng minh, thì đồng thời họ cũng khiến các đồng minh buộc phải lựa chọn một cái giải pháp, đó là phải trả tiền cho cái việc duy trì quân đội của họ trên lãnh thổ. Đấy, thế là rồi, chúng ta sẽ giải quyết cái vùng này. Cái thành bên dưới kia khả năng lại bị nó chiếm mất. Nhưng mà không sao, mình đang kéo các quân đoàn mình lên rồi. Mình nghĩ mình cứ giữ ở đấy đã, cho quân đoàn còn lại tiến lên nữa là xong. Mọi thứ sẽ trở lên dễ dàng hơn. Cái thành này lại có cảng biển này. À, một cái thành khá là... Các đạo quân di chuyển chậm hơn à. Sương mù. Ôi dồi ôi. Đánh nhau trong trời tuyết rơi. Lý thuyết thì mình có thể chui vào đây để mình lấp đây này. Nhưng mà chắc là không cần. Đánh trực diện luôn. Chiến binh Kodan ở đây rồi. Đầu tiên mình cứ phải phá được cái tháp canh của nó. Once we have destroyed this settlement, they shall always fear us, knowing they are not safe, even in their own homes. This will be a great victory. The enemy draws near. The enemy tower is no more than wreckage now. Mình không nghĩ là mình phải tiến xa thế. Đến đây. The enemy has discovered our hidden troops. Double time. Sập luôn tháp canh được à? Bắn phát sập luôn tháp canh cả. Sao lại bị tên bắn rồi? The enemy are losing ground. Advance at speed. Our troops are being ambushed. Khử mấy con ngựa ở nó trước đã. Tiếp là đến bọn này. Pháo binh Bắc Âu à? Nó lấy phi lúc mình cũng có phi lúc lấy mà. Mà phi lúc nó đứng à, nó lấy đội hình giãn cách này thì không sợ lắm rồi. Wow.
gớm nhỉ. Long Ba Sosman. Rồi, càn luôn. Càn luôn. Úi dồi ôi, ngoài nó đang tràn xuống. Ăn làm sao được. Chạy hết rồi. Rất trẻ à, bộ binh cận chiến này. Xong hết rồi. Xong. Úi dồi, mấy thằng này ăn mấy phát đạn pháo đã gần đi rồi. Nó hình như còn gần. Nó còn hải quân đánh bộ thì phải. Đâu rồi? Mấy đạo hải quân của nó đâu rồi? Mấy khẩu pháo mình nó lã cho bọn này chắc nát luôn, khỏi phải đánh. Xung sức. Mệt mở hơi tai cả. Di chuyển chậm thôi. Úi dồi, thanh niên này. Pháo binh Bắc Âu à? Chắc là bọn này chạy chưa đến nơi chết sạch rồi. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Biết mà. Không chạy được đến nơi là chết. Pháo nó lã đủ chết rồi. Cướp hạng nặng này. Victory. This is your day. Chiếm cái tỉnh này đã. Có thể tỉnh dưới kia mình bị chiếm lại nhưng mà không sao. Kiểm soát thêm một. Kiểm soát hết 3 cái tỉnh ở Bắc Âu này. Để hoàn thành cái nhiệm vụ của game nữa. Ready for orders.
Bring me my whetstone. Warriors all! Ta mà liệu quân đồn trú lên cũng ổn, mà lại cũng được tiền nữa nhỉ. Bọn này nó gần hết quân rồi. Leave none alive. For the tribe. Yes. Making for. Di chuyển hạ đội lên đây đã. Mình không bị vây cả đó là một điều may mắn lắm rồi. Thành này không cần nâng cấp. Ready for orders. Ready for battle. Đứng ở đây. Tuyển thêm mấy thằng kiếm. Một lượt nữa là thành này xong. Ôi ôi chị An vùng này sao thấp này. Cho lên đây phát đã. Vùng này rất tốt, mà sao cái vùng thủ đô của mình thấp thế nhỉ? Nhưng chúng bất mãn. Bất mãn về cái gì? Bây giờ mình còn phải dành tiền để xây dựng mấy cái vùng bên dưới này nữa. Ăn lóc ra rồi mà chưa xây. Bên này nữa. Không có tiền để mà xây thì đúng hơn. Thống đốc à? À, Quinta. Germania. Vùng đấy nó không có thống đốc. Thảo nào. Không có thảo nào nó lại thiên về vùng này. Cộng chị An nữa này. Quái thật sao lại tụt thế. Đâu nhỉ? Có cái tăng hỗ trợ chị An rồi. Thế chị An có vùng này lên cái sao là thấp thế. Ủa, thanh niên này toàn trai xấu, vãi trưởng. Chắc cái đứng ở thành nhiều quá là bị trai xấu rồi mà. Ngọn gió thứ hai, thanh niên này thì khá được. Nào, chiếm cái cảng này của anh thì chiếm đây.
Why you brave old... My time is better spent feasting and hunting than listening. So be quick with your chattering. Tạm thời hòa bình đã nhỉ? Sau lần sau có thể mình sẽ đề nghị tham chiến lại đòi nó tí tiền nữa. Để nó khỏi chiếm cái thành kia của mình. Shall we hack at each other until our enemies can gorge themselves? Rồi, nó sẽ không đánh vào cái thành này của mình. Tranh thủ mình sẽ... Đây. Còn xây dựng có tiền để xây nhà. Quá đẹp. Thằng này chưa di chuyển tới để đánh nhau được. For the tribe. Ready for orders. Một cái giải pháp hòa bình. Do not attempt to sweeten truth with honey. Speak plainly and I will deal honestly. Hay quá, lại được thêm ít tiền nữa. Lần sau mình sẽ đập. Tạm thời đôi khi chiến tranh chúng ta không phải là liên tiếp mà chúng ta phải sử dụng cái giải pháp mà nó cái tính chất người ta gọi là our struggle will end badly and with little honor for anyone. My elders... Thằng này thì không thể. I spoke with an honor. Thằng này chiến tranh hung nô, không thể. Giải pháp hòa bình thì chúng ta chỉ để câu giờ. Các bạn thấy rồi, cái giải pháp hòa bình mình vừa đưa ra đấy mang tính chất câu giờ để cầm chân chúng nó lại đã. Sau đó thì các cái quân đoàn và hạm đội của mình sẽ lên và tiếp quản cái vùng này. Tranh thủ trong lúc mà các phe phái vẫn còn đang đánh lẫn nhau. Mấy thằng này lại vác quân sang nhà mình à? Ôi. Quân nó đông lắm, mình chưa đủ lực lượng để có thể tấn công nó vào ngay đây được. Và mấy thằng châu Phi này thì không dám vác quân sang đánh mình. Mình cũng phải đề phòng. Mình cứ quan hệ với mấy thằng này là dễ bị hung nô mà nó ghét là chết ấy. Mặc dù mình với hung nô bây giờ cái điểm ngoại giao khá là cao. Nhưng cũng không có gì là đảm bảo cả. Bởi vì là... God gives both wisdom and strength. I give you peace if you will dare. Đòi nó thêm tí tiền đấy nhỉ? Nó giả tiền thì tội gì? 4.000 nó vẫn chịu đấy. Ok. Lấy lốt không kiểu thằng Sasalit sắp diệt nó rồi. A river of goods and coin between our lands would surely see all prosper. Will you agree to trade? Úi, quá ngọt. Quá ngọt. Sau lượt này chúng ta sẽ được kha khá tiền đấy. Đấy. Các bạn thấy không? Làm ăn kinh tế nó phải thế. Cầm chân thằng này lại cho anh. Rồi. Trừ 50% của khả năng di chuyển của nó rồi. Quân đoàn này thiếu mất một thằng lính kiếm à? Thế quái nào mà mình bàn giao quân lại vẫn thiếu à? On the move, lads. 11.000, quá nhiều tiền luôn.
Bây giờ lại thuyết phục dựa vào thằng này. My time is better spent feasting and hunting than listening. Lại so be quick mà. With your chatter. Nó vẫn chưa chịu chơi với mình. Nếu mình chơi với nó thì xuất khẩu dự kiến được 600. Thế thôi, một cách đơn giản là chúng ta lại chiến tranh với một nước. Nó không chạy được xa bởi vì nó bị trừ 50% di chuyển rồi. Nó tàn quân của nó thì chết thôi. Chạy được bao nhiêu lâu? Mày chỉ còn đám tàn quân thì chạy được bao lâu? Xong một phe, các bạn thấy chưa? Thậm chí còn không mất thằng quân nào luôn, hồi đầy quân luôn. Gathering supplies. Starting out. When your feet bleed, you can moan. On the move. Xong. Ready for battle. Đã đủ quân. Tiến lên phương Bắc. Chúng ta đang nghiên cứu chúng ta đã nghiên cứu xong cái công nghệ này thì nó sẽ giảm cho chúng ta 5% phí duy trì cho tất cả các đạo quân. Nên là tiền của chúng ta đã tăng lên là đáng kể rồi, lên được 7.000 mỗi lượt. Đồng thời lượt trước thì chúng ta đã dùng cái chính sách ngoại giao để vùng này. Vãi nhỉ, cả cá nó hết lương thực rồi. Ủa, cái vùng này có cái mỏ lương thực rất hay mà tại sao mình không xây ở đây này? À đây rồi. Chả thằng nào dám đánh vào mình chỗ này. Tiền của mình bây giờ cũng khá khá rồi, kệ mấy thằng này thôi, cho nó làm loạn đây một xíu. Sau đây cướp xem nào. Ready for further orders. Tranh thủ cướp tiếp. Thành này của nó không có quân. Đồn chú cứ cướp kiếm tí sẻng nữa. Có tội đánh auto này tốn tiền lắm. Đấy, có thêm tí tiền rồi, lại rút về đây. Đập nhà nó, xây nhà mình, thế nó mới gọi là hay. Vùng chị An rất tốt nên là mình sẽ tăng vào cái này để có thêm lương thực. Có thêm lương thực nữa thì mình sống được. Vùng này á, cũng phải xây dựng mấy cái vùng này. Hết tiền. Thôi cứ từ từ. Giải quyết được một thằng rồi. Thằng này thì quân tàn tạ rồi. Tạm thời mình cứ ổn định hai cái vùng này đã. Rồi chiến đấu. Ôi ồ. Thái tử chúng ta lại lên được cấp nữa. Đô đốc. Thằng này chỉ số tốt nhỉ. Cộng một xảo quyết này. Cho nó làm đô đốc có khi hơi phí, mà cho khi nó lắm quân đoàn có khi hay hơn nhỉ. Mình có mấy thằng con đâu nhỉ? Sắp đến tuổi trưởng thành rồi, 17 tuổi này. Mình xem có thằng nào tuổi trẻ mà tài cao chuẩn bị cho cầm quân. Nhà vua và tướng huyền thoại sắp hy sinh rồi. Có thể hai thằng đấy nó sẽ thay thế vua và tướng huyền thoại. Hmm.
destroyer of men. Cộng một sọc nguyệt này. Blood and glory. Better get a shift on. Warriors all. Mình nghèo quá nhỉ. Rồi cái hạm đội lên trên này là ổn rồi. Cái hạm đội mà lên ở trên này là mình có thể phòng thủ được ở đây rồi. Chiến tranh ở cái khu vực nước Pháp ngày nay này của với mình bây giờ là khá khó, bởi vì là lực lượng ở đây cũng rất đông, chúng ta chưa thể giải quyết ngay chiến trường ở đây được, bởi vì là kẻ thù vẫn còn khá là đông quân, mình phải giải quyết chiến trường phương Bắc trước, sau đó mình mới giải quyết đến khu vực này được. Sau khi xử lý xong cái thằng phương Bắc này thì có lẽ mình sẽ tiến sang rồi nó đang bỏ hết căn cứ của nó rồi. Ăn ngon. Cho hai quân đoàn đứng trên đất của mình à? Định làm gì? Đánh nhau à? Chấp mày luôn. Trời ơi mấy anh hung nô. Đùa chứ bình thường nếu mà các bạn chơi thì mà nhìn thấy gần này quân đoàn hung nô chạy trên đất của mình chắc nhiều anh em phải nói là run như cầy sấy luôn. Nó cứ chạy loạn qua chạy lại nó cũng chả đi đâu rồi. Không hay. Mấy thằng này sang đất của mình xong chả dám làm gì. Còn mấy thằng này thì mình chưa hiểu. Đấy, cái thằng này thì nó cứ đánh phá thành của mình, cướp bóc tiền mình. Bố láo thật. Kỳ hạn làm việc đã hết. My skills are yours. Rồi. Tăng chị An lại đó. Chỉ huy lính anh thuê. Chấp nhận yêu cầu hắn giảm. Giảm phí tuyển mấy thằng lính anh thuê thôi mà. Cái vùng này cứ bị trừ vệ sinh dịch tễ liên tục. Tăng thêm ít lương thực lại lên đó. Lượt này tiền lại còn có 3.000, chả hiểu kiểu gì luôn.
Thì lúc mình vãi cả luôn bọn này. Hay bỏ hai con ngựa đi nhỉ? Mỗi lượt mất hơn 1000 vì hai con ngựa này rồi. Đúng rồi. Thằng này đi tuyển quân thì chỉ cần thế thôi. Bị vào ăn anh à? Ăn đi. Thirsty for battle. Ôi trời ơi, mấy anh hùng nô ấy cướp không còn tí tiền nào của mình. Sợ quá. Ready for orders. Tường thành cấp 4 rồi thì nó không đánh được đâu. Chắc là đồng loạt tấn công, lượt sau đồng loạt tấn công. Thống đốc à? Cử quân đội đi đông vếp nhỉ? Quân thì không có mấy mà điệp viên thì nhiều hết. Nó rút hết quân về phía Bắc rồi. Thật khó. Chiến trình của mình à. Giữ duy trì ở cái vùng ảnh hưởng ở cái khu vực của thằng Pháp bên này thì chắc mình chưa tiến quân được khi mà lực lượng của mình vẫn còn mỏng. Chắc phải có đến hai quân đoàn mới ra mới ăn được. Giải quyết hết cái phương chiến trình chiến trường phương Bắc đã. Vùng phương Bắc này thì thằng này nó đốt luôn à, kinh nhỉ. Đốt xong lại gây dựng cái vùng đấy lên à. Mấy thằng này nó chạy lởn vởn này làm cái gì nhỉ? Nó định đánh ai? Mấy thằng La Mã này. Quý tộc sinh con. Quân đoàn này sẽ được cử lên phương Bắc để tấn công này. Bởi vì là các cái quân đoàn kia không đủ sức này.
dogs with more backbone. Bây giờ cho thằng này đi thu phục Aegon của nó. Hay quá, bắt sống thằng này luôn. How can I assist you? Ready for orders. Tăng một sạc quyền. Tăng tiếp thẩm quyền. Bây giờ thì hạm đội của mình. For the tribe. Bây giờ mình sẽ phải tấn công nữa. Đây. Speak quickly and well. Speak ill slowly and I may. Bác bỏ à? Không lẽ phải nhờ đến thằng này? A flapping tongue that speaks without wisdom is not welcome. Be like a spear and have a point. Ha ha. Kinh nhỉ? Thằng này. There's a good pork roasting for you, and better ale and mead set aside. But first, đòi là we tiền talk. 1,500 vẫn chịu. 1,800 hơi cao. Thôi được rồi. Hạm đội này của mình ăn chúng nó cho anh. Yes. Steady as we go. For our ancestors. Mày chạy đi đâu? Chạy vòng qua vòng quanh. Quá easy. Nó là quân lục quân mà chúng ta là hải quân mà chúng ta đánh trên biển của nó toi là phải thôi. Không có cơ sở nào để thắng được. Hạm đội lên cấp. Destroy them. Thirsty for battle. 5,000. Xây công trình vệ sinh rồi đấy. Nó còn một cái thành duy nhất ở phương Bắc. Mấy công trình ở phía dưới này chưa xây dựng được. Mệt ghê, hết tiền. Tướng à? Căng nhất ở chỗ này mình chưa tấn công được này. Không phải mình không có quân mà là... À! Giúp bớt quân đi rồi à? Chạy à? Xem địa hình đã dừng rú rồi. À, địa hình này thì ngon rồi. Mình chỉ sợ mỗi rừng rú thôi. Mấy lông be kia của mình đánh auto nên tốn quân quá. Úi dồi ôi, bên đây lại còn có cái sườn đối thế này. Sao lại có 4 thằng này thôi à? Thằng này cũng sang được, nhưng mà chắc khả năng nó sẽ đi được ngày hết. Quân nó tập trung hết đây rồi.
ready! Lombard swordsmen! Battle group awaiting your pháo thì chắc cứ thế này thôi, đứng ở trên đồi này mà lã, được gì phải đi xa tiến xa. Ages! Noble horsemen! Battle group awaiting your words! Battle ready and eager! Here we go, lads. Now we make orphans of this cult's children, widows of their wives, and their old hags of mothers shall cry a sea of siege artillery! Uzo! Ready for battle! Rồi, pháo cứ lã một cách nhiệt tình này. Riêng bộ binh của nó thì cứ được xa. Enemy units have returned to the battle. Ném xuống nước có vẻ đam của nó cũng ăn thua mấy nhỉ? Sau đi, đằng trước để dễ chết quân mình. Rồi. Ồ, chúng nó cũng trâu lắm. Úi dồi. Chúng nó nhiều lính kiếm lắm mà. Rồi, cái lén vào bọn đằng sau thôi. Nát luôn cái binh của mình rồi. Chuẩn bị ra đây. Vòng móc lốp. Ai già ơi. Chúng nó cũng gây sát thương lớn phết chả. Còn mấy thằng Huskar của nó. Đúng rồi. Chúng nó bắt đầu bỏ chạy. Pháo của mình lã chết chúng nó nhiều thế này cơ. Ủa ôi, thế này toàn pháo lã chết chứ. Úi giời. Tung nước lên. Ai dạ ôi, cho nó chém cũng đau phết nhỉ. Rồi, pháo đâu rồi. Rồi. Cứ lã vào cái bọn đằng sau này thôi. Đúng rồi. Tướng địch đã chết à? Thế thì chắc là đang mất tinh thần nhanh rồi. Trận này chủ yếu pháo của nhân. Mất tinh thần hết rồi. Nhanh, không để cho chúng nó chạy thoát.
odds be good. We are moments away from victory. Tất cả xông lên. Đấy, bọn đằng sau này thì chết bọn đằng trước. Rồi nó chạy theo. Úi dồi ôi, chỗ này nguyên ăn đạn pháo chết này, sướng thế. Pháo của mình bắn 600 thằng chết. Ôi, hai khẩu này hết, hết nguyên hai khẩu này nó đã bắn chết nghìn mấy rồi. Rồi mấy khẩu pháo vẫn bắn rồi, đĩ kìa. Này còn chạy về. Cái binh chạy chậm thế. Cái binh giờ mới đến đây. Pháo mình trận này ăn sướng thật. Viết hết chúng nó đã không để chúng nó chạy thoát là mệt lắm. Mà mình chỉ sợ là nó lại truy sát mình nhỉ. Nó lại cử thêm vài quân đoàn nữa lên, chết dở. Xem cái trận này mình hồi được bao nhiêu quân nữa. Pháo của mình trận này dã ác quá. 22% quân cũng khá. Úi giời ơi. Đánh trận sau còn hồi quân nhiều hơn nước trước khi đánh. Bắt sống ra này cho anh. Hết tiền rồi, không bắt được nó à? Thôi được. Quân số tăng trưởng cộng 6 rồi. Thôi để dành tiền để xây cái công trình ở đây. Giải quyết lốt chiến trường phương Bắc đã. Trận vừa rồi pháo của mình lã sướng thật, lã đá tay luôn. Hay quá, mấy ông đệ của mình đưa quân tiếp viện lên rồi. Còn có mấy thằng quân này mà vác đi dọa nhau đuổi nhau kinh nhỉ. Đấy, cho hạm đội anh diệt lốt bây giờ. Ai da. Chết ngay. Making camp. Bọn nó cũng không dám đánh nhỉ. Kỳ cục thật. Mấy cái thằng quân ly khai La Mã kia. Ôi dồi ôi, Sassanid. Sassanid chắc chỉ có Hung Nô mới tiêu diệt được. Chứ không có thằng nào tiêu diệt được. Ôi dồi ôi,
Ông hung nô, ông cứ tuần tra trên đất của mình như này, chết. À tốt. Thanh niên này cử quân đi đánh nhau à? À, quân thủ thành của mình thôi. Kệ, đánh được bao nhiêu thì đánh. Ơ, trận này đánh auto dễ thua lắm. Kệ. Là mất mấy cái thuyền của anh rồi. Hoạt động tình báo địch. Lấy vợ à? Cộng một xảo quyệt. Thôi được, cho mày lấy. Vệ sinh cộng 4. 5. Đây rồi. Hạm đội của mình bây giờ mới là lúc ra tay. Úi giời ơi. Giết bằng hết luôn. Vua của nó này. Úi giời. Lợi thế trong hạm đội của chúng ta quá. Fleet ready. Trinh sát ngọn roi thứ hai. Vây cả này lại cho anh. Blockading. Rồi. Nó hết quân rồi thì phải. Vua nó cũng chết rồi mà. Ready for orders. Lên đây. Ready for battle. Bên dưới này thì bị đốt hết rồi. Đúng rồi, nó hết đất rồi. Chiến trường phương Bắc coi như xong rồi, mình bắt để rút bớt các quân đội ở phương Bắc xuống rồi. Thì lúc đấy thì chắc mình sẽ giải quyết được bọn phía Nam này ở ổn hơn đấy. Italia dân số tăng trưởng. Không có tiền để xây. Không có tiền để xây. Còn khu này xem nào. Bọn này nó đóng quân trên đất nhà mình, nó làm cái gì mà đông thế này. Warriors all. Aidan Kichitan. Chạy à? Chạy. Starting out. Chạy. Get moving. Ready for orders. Set up a watch. Không di chuyển được nhỉ? Vớ vẩn thế. Vớ vẩn được sao mình lại bị quay à? For battle. Tấn công ở đây thì sao? Quân đoàn này có khả năng à rồi, có khả năng di chuyển trên tuyết rồi. We take this settlement for the tribe. Starting out. Cắm trại đây phát sao? Cho nó đánh. Cũng gớm nhỉ, bây giờ mình không có quân để mà đánh nó chứ.
Thôi, qua lượt đã, xem tình hình quân địch tiếp theo nó sẽ bị làm gì. Chiến trường phương Bắc lại ổn rồi đúng không? Rút quân đoàn này về phía Nam. Quân đoàn này cũng vậy, được rút về phía Nam. Phía Bắc còn một duy nhất thằng kia thì để cho tướng huyền thoại giải quyết nữa là xong. Chuẩn bị cho trận chiến sang nước Anh. Có thể là mình sẽ đàm phán hòa bình với thằng Sắc Sông này. I have little gain in wasting the day. Nó còn 4 tỉnh. Thống đốc. Để xem nó đuổi mình oánh kiểu gì nhá. Chắc khả năng cao nó sẽ đánh cái quân đoàn ở dưới hơn. Đánh vua của mình thì chưa biết mình chạy kiểu gì. Ai à, trận chiến liên hợp. Chư hầu của mình bắt đầu cử quân đến à. Úi dồi ôi, cuộc chiến của các điệp viên. Thế nào nhỉ? Ôi mày quá, né được. Nó mà ám sát được thằng thái tử này thì to ấy. Nó không tấn công vua của mình đâu. Ơ kìa, sợ quân đoàn của nhà vua của mình thế cả. Thế là thế nào nhỉ? Sợ quân đoàn của nhà vua thế cả. Tất nhiên là vua của mình thì rất là mạnh rồi, nhưng mà làm gì mà hổ báo đến mức nó phải sợ thế nhỉ? Căng nhất là cái khu vực nước Pháp này, mình giải quyết được nốt cái khu vực nước Pháp này nữa là êm con nhà bà Du luôn. Giao thương với thằng này mỗi lượt cũng kiếm được ít tiền. Được thêm cả mấy cái thằng châu Phi này nữa chứ, tự dưng nào. Ai chết rồi, mấy thằng La Mã này nó mò xuống đất nhà mình làm gì nhỉ? Kỳ hạn làm việc đã hết à? Lại một nhiệm kỳ mới bắt đầu. Con ông cháu cha là phải được bổ nhiệm vào các cái chức vụ cao nhất có thể. Chính khách. Rồi ôi, được cái thằng con gì mà ngu này. Đây có một thằng nữa này. Ai, sợ hãi. Nhiệt huyết giảm, thản nhiên thẩm quyền giảm. Sao nó mới cấp 1 mà nó được cộng nhiều thứ thế nhỉ? Thẩm quyền, xảo quyệt. Được, thằng này chỉ thiếu tí nhiệt huyết thôi. Không sao. Cái cần thì có thể cho nó cầm quân cũng được. Ready for orders. Ready for battle. Get moving. Ready for further orders.
Rồi, chị ăn cái vùng này phát là êm. Trời ơi. Mỗi lượt mình cũng kiếm được khá khá tiền rồi đấy. Quân đoàn của tướng điện thoại. Đám con cháu của mình không có thằng nào ngon ngon lắm. Ôi ôi. Trận chiến này sẽ là rất đông. Đánh cái này nó mới vui này. Đông vui nhộn nhịp. Chả mấy khi được trận đánh đông vui nhộn nhịp này. Children at the room. Đứa con của quỷ giữa. Ôi già. Children. Đặt cái tên đã muốn đánh nhau rồi. Tuyết rơi. Ôi rồi. Cho pháo lên cái đồi để bắn xuống này. Cho pháo lên đồi bắn xuống. Ôi chuyến này tháp canh của nó bắn. Đây. Tầm bắn của tháp canh của nó rất ghê, bắn ra tận đây. Infantry, melee fighters ready. Warriors group. Battle group ready. Legio, come at attention. Battle group ready and awaiting orders. Không có pháo chỗ này thì không sợ, nó không đùa được vào đây đâu. Kỵ binh của mình đắt còn hơn cả bộ binh. Bây giờ mình sẽ phá hủy. Ôi rồi. Reinforcing troops and not a moment too soon. Ôi chết rồi. Đi một khẩu pháo. Tường thành của nó có pháo. The enemy approaching. We have destroyed their defenses. Sập tường. Ôi, đi hai khẩu pháo rồi. Ôi, đi mất mấy khẩu pháo. Thế quái nào mà không sập được tường của nó xuống này. Xong. Rồi. Bắn vào đây cho anh. Ô, đây nữa à? Sao lắm xe bắn đá thế? Cháy hết xe bắn đá mình rồi. Hạm đội mình đâu rồi? Thôi được, trận này trông qua một hạm đội này bắn sập hết tháp canh rồi. The enemy is attacking our ally. Ôi ồ. Nào ấy nhở, bắn mãi không chết này. Nó bắn hết cả đạn rồi, mình còn chưa bắn chết được nó này. Ôi dồi ôi. Thôi không phải bắn nữa, nó bắn hết đạn rồi nó.
Nó bắn hết đạn rồi, bắn sập được nó. Ồ kìa. Destroyed one of our ships. Thích viện nó vào à? Má đâu? Bắn xem nào. Gì đang bắn của mình? Ra đây. À bắn tới đấy chứ nhở? Ai dở ôi bắn xa phết này, nhưng mà đây nó còn có cái tháp cảnh đây. Ôi thế tại sao mình không cho quân tiếp đổ bộ đây nhỉ? Nhiều chiến trường quá, chỗ nào cũng phải đánh nhau thế này. Trận chiến cuối mệt ghê nhỉ. Ôi, bắn chuẩn cho anh nhờ một tí nào. Giải quyết lốt chỗ này nè. Lệnh chúa bắt ẩu. Their general is dead. A lethal blow. Tôi nó chết rồi. The men are going berserk. Quân nó lại đang vào thành. Vẫn chưa bắn được à? The gates are destroyed. Forward. Ô. Thằng cay nó chưa này nó cũng bắn được này. Mệt bọn này. Ai giờ ơi, bọn này đổ bộ à? Mấy thằng đồng minh của mình nó đổ bộ đây. Nó đang phải rút quân về phía sau để bảo vệ rồi. Nó hai khẩu. Hai thằng pháo này bị điên rồi. Thôi đã xuống đây rồi thì bắn vào đây này. Hôm nay pháo của mình bắn vớ bẩn quá nhỉ. Ok à? Thôi tiến lên đi. Mệt quá rồi. Vãi cả mấy thanh niên này. Đó là đồng minh của mình tiến vào từ phía bên kia. Oh, rồi bắn sập lốt tháp cây này ra. Khẩu này. À, cũng được. Bắn sập được một cái tháp cây của nó bên này rồi. Úi dồi ôi. Đánh nhiều quân quá. Ái da, bắn tốt phết nhỉ.
Trận này không cần cho quân đổ bộ đâu. Xong à? Nó hết tháp canh rồi. Đây rồi. Ui, mấy ông đồng minh của mình, mấy ông đệ mình hay già, lên tận đây được à? Sập cái tường này xuống thì nó chết luôn. The enemy's tower has been destroyed. Rồi, tháp canh nó sập lốt rồi. Bắn vào đây. Ở đây, đây, đây. Chưa thấy cái tháp canh này của nó sập. Mà sao nó không ấy mà nó cứ đứng ở đây nhỉ? Quân của nó ở phía bên kia bị sập hết tường thành rồi mà. Phía này thằng chư hầu mình giải quyết xong hết rồi này. Thế còn phía này. Their tower has fallen. The enemy is upon us. They're at the walls. Đổ bộ đi. Ngã vào đây. Ôi dồi ôi. Gió binh hạng nhẹ. Chưa ăn được bọn nó à? Rồi. Cái binh vào nhau rồi. Chuẩn bị. Infantry. Runners, move out. Scrap is ready. We have to back and wow. À, điên cuồng chém giết, đúng rồi, điên cuồng chém giết lên. Đưa cái binh mình đâu nhỉ? Chậm thế. Chắc
Come on. A glorious victory will soon be yours. Chiến thắng theo kiểu mệt thế nhỉ. Thằng đệ của mình nó chui vào tận trong kia, nó đánh hết cả thủ đô của bọn này. Thế mà bọn này vẫn cứ ở ngoài để mà quánh nhau với mình. Mày chết. Thằng này chết tướng. Xong. Chắc là thông báo Foxen bị tiêu diệt rồi. Tốt rồi. Phương Bắc giờ đã là của chúng ta. Nó xây lắm cái công trình quái quỷ gì này. Phương Bắc ở cái vùng thủ phủ này thì không nên xây nhiều những công trình này. Cái này thì nên xây ở đây thôi. Xây công trình vệ sinh dịch tễ lên không thì chết bây giờ. Tốt rồi, kiểm soát xong phương Bắc để mình xem nhiệm vụ nào. Đúng rồi, còn duy nhất tỉnh này là mình đây, mình thiếu cái thành này nữa thôi. Bây giờ chỗ này nữa, ai già. Chạy à? Nắm dìu binh thế. Xem nè, địa hình nè. Hơi khó đánh đấy. Cái địa hình này cũng hơi khó chơi đấy. Nhưng mà phải đánh thôi. Tê liệt quân đội của nó lại. Nó hơi nhiều ngựa nhỉ. Lại phải giết mấy con ngựa trước à. Ui, nó toàn lính đam xuyên giáp rồi. Ôi ánh trăng. Ánh trăng kìa nào. Vãi thật cái địa hình này. Như này còn không quan sát được là chúng nó di chuyển lên đến đâu. Chết rồi, quân đoàn này thiếu một đơn vị quân. Sao mình không tuyển được cả? Legio, come at attention! Battle group, awaiting orders! Grouped and ready! Warriors, get your shields up! Trò này căng đấy, có thể mình còn ăn đòn đấy. Pháo mình bắt đầu có thể lã rồi. The enemy draws near.
cháy hết cả rừng. Ồ. Ôi, cháy nguyên cả một cánh rừng. Cháy nguyên cả một cánh rừng luôn này. Ồ. Pháo mình bắn khủng quá, cháy hết cả rừng. Khá nhiều kỵ binh. Làm thế lúc đó chưa biết kỵ binh nó đâu nhỉ. Ôi mấy thằng gì mà xông vào rồi. Dù nó chém quân mình chết đau thế. Vớ vẩn thua. Không được rồi, nhanh xuống đây giải quyết bọn này. Mình chết hết quân bây giờ. Được, phải sốc ngay bọn này không mình chết hết quân bây giờ. Mọi giá sốc ngay bọn này. Đúng rồi. Tiếp tục. Sốc ngay. Ôi đội ngựa mình tan rồi. Vãi nhờ. Muscat. Vãi vãi chưa. Nào. Rồi ăn được bọn gì của nó rồi. Ôi chết người cuối cùng rồi. Kinh nhờ. Ôi kiểu này mình to rồi. Cháy nguyên cả một cánh rừng. Cháy nguyên cả một cánh rừng. Rồi ôi, đi một đội lính rồi. Mày qua mấy anh Long Ba Swordsman này vẫn còn. Tướng địch đã chết à? May quá.
Rồi mấy Long Ba Soulsman rồi. Đúng rồi, may quá mấy thằng này nó khỏe. Rồi xong. Thảm họa. Mình biết ngay ở trận là đánh nhau ở trong rừng là mình rất kém mà. Ui, chết thật. Một chiến thắng Phyrex này. À ôi, cái bọn dìu nó chém kinh thế nhở. May mà đội kiếm của mình lên kịp. Không thể đi hết. Ôi ôi, chết rồi. Một đội gậy, một đội kiếm. What the hell? Chạy về thành đấy. Thirsty for battle. Về đây, về đây, về đây. Set up a watch. Ngựa thì không ngại lắm bởi vì ngựa ở đây có thể mua được. Come, fight for us, lads. Hết tiền à? Ngựa thì mua được ở đây. Mất. Quân đoàn này bây giờ sẽ phải đánh chiếm cái vùng bên dưới này đã. Mình nghĩ là vậy. Đây. Mấy thằng mấy cái thằng chết nhở, nó quay vào đánh đây thì sao nhỉ? À không sợ đâu, chấp luôn. Nếu phòng thủ thì mình đánh nó chết luôn, không sợ. Hùng nô đứng đây rồi. Hùng nô hình như nó cũng chiến tranh với bọn đấy. Đúng rồi, Hùng nô đứng đầy đất của mình này, bố nó cũng chả dám vào đất của mình. Chưa tới. À, nó tấn công được vào thành này của mình này. Chết nhỉ. Đúng, phải rút thêm mấy quân đoàn này xuống để yểm trợ. Chiến trường phương Bắc ổn rồi thì rút các quân đoàn này xuống đi. Rút dần về. Mà tại sao cái thủ đô của mình nó chị A nó lại thấp thế này nhỉ? Vùng đất này bị làm sao nhỉ? Công trình gì mà bị trừ? Rèn vũ khí này à? Phía Bắc này thì ổn rồi đúng không? Phía Bắc này chúng ta đã giải quyết xong. Ra đây. Chị An cái vùng này đã. Kinh nhở? Mấy thằng... Mình đánh trên đồng bằng thì mình khá là ổn đấy. Nhưng mà mình đánh rừng rú mình không giỏi. Chiếm tỉnh này đã. Như vậy là còn duy nhất cái thành to, mình chờ cái hạm đội và quân đoàn kia xuống nữa. Không là đánh kiểu này ẩu ẩu là dễ hy sinh quân lắm. Cicero. Tuyết rơi. Đứng sư chỗ này đánh cho nó bằng phẳng. Đằng quay là nó chẳng phải chạy ra đây. Đây này. Bằng phẳng dễ đánh. Battle group ready.
awaiting orders. Thế này. Mấy thanh niên này thì lúc nào cũng chạy đằng sau lên. Chà. Gớm thật. Phá sắp canh rồi đấy. Đạn lửa để phá tháp canh. Bắn đây. Ô, mấy thằng pháo này làm sao nhỉ? Vẫn chưa được hạ được pháo xuống cửa. Thanh niên cầm kiếm này chơi như thế mà vẫn bị mấy thằng chém rồi ngã cho nó chết đi. Lên đến nơi chắc chết gần hết, giải quyết lốt mấy cái thằng Bắc Âu ấy. Mạnh quá. Nó chơi đội hình giãn cách à? Chạy lên này. Đám tạt sườn nha. Ok kìa. Ném ngựa của mình kìa. Đây. Ai ôi, đánh đau thế. Phải lính mình ném phi lum hơn thua mấy nhỉ? Tiến lên sao nào? Kinh quá nhỉ, càng về sau này quân của nó càng này mạnh hay sao. Mình thấy khó ăn thế. Enemy units have rallied and returned to the battle. Sốc này chắc là chết luôn. Rồi.
Trời. Ui dồi ôi. Kỵ binh của mình liều thế. Xông thẳng vào đội hình của nó kìa. Mình có cảm giác mình quân của mình càng mạnh thì mình đánh càng ẩu. Sốc mất tinh thần nhanh lắm. Rồi. Một cái trận công thành mà cũng có vẻ vất vả nhỉ. Nó lắm cái bọn lém quỷ, lém lao ghê. Tính lại cái đội hình, thử xếp đội hình khác xem. Cho mấy thằng Testudo đứng hàng đầu xem sao. Rồi. Kiếm tí tiền nữa. Cái này là cái gì? Chuồng dê. Trại thủ lĩnh. Quân đoàn của mình mới cấp thấp quá nhỉ? Thirsty for battle. Thấp nhưng mà chắc đó cũng dám tấn công. Warriors, không đủ tầm di chuyển à? Ready for orders. Sửa cũng rẻ đấy mà nhỉ. Có lẽ là xem cái vùng nào. Ôi ồ. Ready for battle. Đi đây. Kẻ xâm lược nước ngoài. For the tribe. Nó định tấn công ở đây à? Thằng này dễ lắm nhỉ. Còn mỗi hai cái vùng này mà mãi không khử nó à. For the tribe. Ready for orders. Thirsty for battle. Mỗi hai cái vùng này mà mãi không khử nó. Căng ghê như người. Ủa mà bây giờ thằng đệ của mình nó sẽ đứng về phe ai nhỉ? À.
Rồi đánh đây, đánh đây, đánh đây. Anh đang mong điều đấy. Thì sợ nó vây nữa, không dám đánh. Hung nô đến tận cửa rồi mà chúng nó vẫn làm nhiễu liễu nhiễu nhỉ. Sợ quá. Ô, mấy anh hung nô anh cứ đứng ở nhà mình thôi, anh chả đánh đấm gì. Ôi, nó vây thành của mình như kia, mình không hồi được quân chứ. Nhưng mà nó không ăn được. Khách quan mà nói là như vậy. Mình đang muốn nó vây, nó đánh cái thành đấy. Đây rồi. Hung nô đang tiến xa. À, thằng này nó làm gì mà đưa quân sang nhà mình đông thế nhỉ? Junte thắng lợi quan trọng. Này rất tốt ấy, cho cầm sợ hãi à, trừ một nhiệt huyết thôi. Cũng có thể luyện thằng này cũng được, bởi vì nó khá nhiều các cái chỉ số khá tốt. Thằng này thì cực kỳ tệ. Đám con ông cháu cha của mình. Warriors all for the tribe. Ready for orders. I am priestess of the old. Không thể tăng trưởng được. Ghê. Rồi đã tăng cái này lên nó sẽ nguy cơ của mình sẽ bị à phạt rất nặng. Chị An vùng này quá tệ luôn, không phải là tệ. Thống đốc vùng này là ai nhỉ? Bất kể cái gì nó tăng public order. Khỉ thật, tại sao cái vùng này nó lại tụt kinh thế nhỉ? Dân chúng giận dữ. Ready for orders. Không thể duy trì quân đội trên này mãi được, phải rút xuống dưới kia. Hai thầy tu đứng búp mà vẫn khoan thua. Vãi trưởng thật. Vùng này chị An ngon thế nhỉ?
Lương thực thì tốt. Đủ tôn giáo này. Ready for battle. Ngồi đầy quân này. Chuồng dê. Cần có thêm tiền nữa. Mỏ vàng. Warriors all. Nếu bây giờ mình đánh vào đây, đô đốc à? Tất cả đều là đô đốc. Nếu mình chọn là... Thirsty for battle. To battle. Chơi thằng này chết trước, còn hai thằng này để nó không hồi được máu đã. Trăm quân, mày chết. Warriors all. Lúc nữa anh không mất quân mà anh còn hồi được quân. Ready for battle. Come, fight for us, lads. Kẻ giết ngựa. Mình không hiểu cái thằng này nói kiểu gì này. Tại sao nó lại tấn công kỵ binh tốt thế nhỉ? Nó có cái gì đâu mà nó tấn công kỵ binh tốt thế nhỉ? Xuất sắc phát hiện, xuất sắc sức mạnh chiến đấu, xuất sắc tấn công chống kỵ binh. Xung kích, phòng thủ cận chiến, giáp thấp. Chưa hiểu nó nguyên tắc nó chống ngựa bằng cách gì. Bốn đội cung thủ. Vào ăn đi con. Mình thử xem có đàm phán hòa bình được với thằng sắc sông không. God in heavens. Không được à? Fleet ready. Không đàm phán hòa bình được với sắc sông. Không đàm phán được. Well met. What do you wish of me? Warriors all. Này thì đến bao giờ mới chị ai được nhỉ? The goddess blesses you. How can I help? Warriors all. Ready for orders. Cứ để qua lượt này xem sao đã. Thằng này thì nó chiến tranh Hung Nô. Thằng này bây giờ cũng chiến tranh nốt với Hung Nô. Thằng này bây giờ lại xây nhà. Nó đốt nhà đi xong bây giờ nó lại xây nhà. A flapping tongue that speaks without wisdom is not. Well met. What do you wish of me? Bổ nhiệm cho mấy này khoảng ít chức vụ đây ạ. À, cái thanh quyền lực của mình đang tăng dần rồi. Thanh quyền lực của mình đang tăng dần rồi. Đợt tiếp theo sẽ là đau đầu ấy. Cái thằng La Mã ở dưới kia nó lại đang trèo lên đất của mình. Nó định làm trò gì mình chưa biết đấy. Tấn công nhà vua. Hổ báo cáo trồn ghê.
Chết thật, bây giờ Hung Nô nó chiến tranh với hầu hết tất cả các phe phái. Nó rút lui chiến thuật à? Nó không đánh. Nó cay nhỉ. Nó không đánh, nó cứ vây mình như kia là mình cũng không đánh nhau được. Tập trung cho 4 quân đoàn rồi nên giải quyết lốt bọn này. Chả đánh hướng nào, nó cứ chạy lòng vòng đất mình. Thế mới khó. Tất nhiên là cái việc sự có mặt của Hung Nô sẽ khiến cho nó cân nhắc không dám tấn công mình, nhưng mà cứ như vậy thì cũng mệt. Không thể triển khai quân được. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.